Hàng gì nữa cô chú chị ơi, hàng gì nữa bà con ơi. Dạ bà con, mình hỏi thì có làm được chiên vịt lớn không? Có làm được chiên vịt cho máy lớn không? Thì dạ, nhà em làm được hết nha cô chú anh chị. Cứ báo đúng công suất máy và quan trọng nhất là cái hộp số và chính xác chăm chăm giùm em cái hộp số nha. Ngang dài vỏ thì em tính cho bà con. Và cái lỗ con này thì đổ theo yêu cầu của chú anh chị. Và bà con mình đang chạy cái lắp bao nhiêu thì báo cho em sẽ đổ móc con theo yêu cầu. Do chiên vịt của mình là chiên vịt mới không ạ cô chú anh chị. Không có theo ba rem nha. Mặt cánh của con này là 30. Chiều cao con này là 220 nè. Và hoàn thành cánh chiên vịt này. Này. Và vẫn vậy thôi cô chú anh chị. Cánh lớn thì cánh lớn, cao tốc thì giọt bắt giọt xả của nó, độ cuốn của nó có đầy đủ hết. Nhà chứ không phải cánh lớn mình bị mất những phần đó đâu. Có đủ hết nha cô chú anh chị. Con này thì nó nặng ba mấy ký á bà con. Nó có đã luôn. Cùi 22, mặt cánh 30 nha bà con. Độ gió cánh nó ghê lắm. Bắt xả nước nó lạnh lùng luôn. Rất ác chiến nha cô chú anh chị nha. Đó, bà con cứ báo cho em đúng công suất máy, dòng tua, tua hộp số, ngang dài vỏ nhiêu đó là em đủ làm cho bà con mình rồi. Xuất sắc luôn. Máy lớn vẫn làm được nha bà con. Nó dành cho những cô chú anh chị sử dụng từ cái máy nhỏ lên cái máy lớn mà sợ chạm lường đó. Em làm cho bà con. Cái này là chụp cào, ủi te lấy tốc độ. Bà con cần gì thì em phục vụ đó nha cô chú anh chị. Rất xuất sắc luôn. À, dọc bắt nó đây. Cánh rất là bén nha. Xả nè. Đẹp cực kỳ. Bây giờ em sẽ lật ngược lại cho cô chú anh chị mình coi nha. Còn đây là cái mặt trên của nó nè cô chú anh chị. Đánh vân lên hết rồi. Vuốt mép luôn. Đẹp xuất sắc luôn nha bà con. Này, chiên vịt nhà em thì sau khi sản xuất đổ con, móc lỗ cân cánh xong là mài vân, mài chi tiết lên cho cô chú anh chị mình hết. Rất là đẹp luôn. Độ nơm nước bắt nước của nó nè cô chú anh chị. Xuất sắc chưa? Mà cuốn nó sắn nè bà con. Cải thiện được tốc độ, cải thiện được độ ụt nước, thiếu nước cho cô chú anh chị mình luôn. Và khắc phục thêm một cái lỗi nữa là chạm lường nha cô chú anh chị nha. Này, từ cánh lớn mà chạy chạm cái lường thì em rút lại cho bà con mình luôn. Số ký của chân vịt cao tốc này thì tiền nó hơi mắc hơn cái chân vịt thường mấy chục ngàn nha cô chú anh chị. Còn cái này thì nó tầm khoảng 300 mấy ký. Đó, bà con mình có nhu cầu thì cứ alo cho em hoặc là nhắn tin vào Zalo em tư vấn cho cô chú anh chị mình rõ hơn nha. Rất là chất luôn. Cực đỉnh. Rồi, bà con ai có nhu cầu sử dụng chân vịt cao tốc rút cánh, không chạm lường, lấy tốc độ, khắc phục quật nước, alo cho em nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình nhiều. Và xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nha. Cảm ơn bà con. Tạm biệt ạ. Cánh quá đẹp luôn. Máy này 550 luôn nha bà con.